mọi người. Lời nói đầu tiên thì cho em chị là thường cái đầu trọc của em gửi lời chào và là chúc sức khỏe tất cả cô chú anh chị có mặt trong video clip ngày hôm nay của em nha mọi người. Nói chung thì ít làm video mọi người, thật sự cũng theo dõi thôi, nhưng mà hôm nay nói chung mà mình tu thì mình tu cũng không được cô chú anh chị. Thì mọi người yêu mến cái mặt mạch móc của em, cái đầu trọc của em, thì mọi người hãy bấm like, bấm đăng ký và bấm chia sẻ kênh giúp em cho nó có tương tác hơn nha mọi người. Em sẽ làm video thêm. Rồi, thì tiếp tục với câu chuyện mà rúng động. Những con người mà lương lẹo thì bây giờ nó cũng đã xuất hiện rồi, nó đã lộ rõ cái bản chất rồi mọi người. Thì ngày hôm nay để tiếp tục cái câu chuyện chị Mi Sun Củ Chi đất thép thần đồng lại tiếp tục gây rúng động dư luận một lần nữa nha mọi người. Thì cũng khá là lâu rồi, lúc trước em cũng nói mấy clip về cái bản chất thật của con người của chị Mi Sun này đó. Thì ngày hôm nay thì cô chú anh chị vẫn tiếp tục thấy những cái thông tin mà những một số kênh YouTube đã chia sẻ, cũng như anh em đã từng quen biết với chị Mi Sun chia sẻ đó mọi người. Thì cái bản chất của chị Sun này mọi người đã biết rồi, bản chất giàu, thích khoe mẽ, thích sân si đó. Thật sự câu chuyện mà ngày xưa em kể cho mọi người nghe, thì ngày xưa mà làm cái trend của cô Nguyễn Phương Hằng đó mọi người, thì chị Sun cũng chẳng ai biết tới chị là ai hết mọi người. Thì lúc đó tụi em thì rất là được nhiều người khán giả yêu thương và ủng hộ rất là nhiều. Thì chị Sun mới la lết đó, tìm tới tụi em đó, gọi điện kết bạn vô lưu rồi ha, đó kéo kênh đâu. Nhưng mà sau này thì khi mà cô Nguyễn Hoàng đụng chuyện thì tụi em cũng bị gọi là bị khóa mỏm đó mọi người, nó cũng không còn được kênh còn tương tác như ngày xưa nữa. Thì chị Sun sau khi làm vô cái vụ trend của sống với gia tộc, có nghệ sĩ Du Linh qua đời và trend Hồng Loan đó, thì la liếm vào Hồng Loan để câu chuyện nó thêm phần sống động, thì chị Sun đã nổi một thời gian đó. Nhưng mà sau khi mà chị Sun đã được nổi tiếng một thời gian thì chị Sun coi trời bằng dung đó, coi anh em tụi em không còn ra gì cả mọi người đó. Thì ngày hôm nay chị Sun lại tiếp tục đòi thưa đòi kiện những anh em YouTube mà nói xấu về mình. Nhưng mà thật chất những anh em YouTube không nói xấu gì chị Sun mọi người. Chị Sun là một cái người bản chất nó là vậy rồi, thích khoe mẽ, thích sân si đó. Thì tụi em cũng đã lên khuyên rất là nhiều lần, thì ngày hôm nay chị đòi thưa kiện và tụi anh em YouTube đó mọi người, rất là run sợ rồi thưa cô chú anh chị. Nhưng ngày hôm nay nghe một cái thông tin là chị Sun cũng phối hợp cùng thằng Thám Tử Cao đó, để quay xe quay lưng gì mà lên đòi kiện tụng anh em, rồi tìm chứng cớ để dịch mặt Hồng Loan đó. Thì sau khi mà nhờ Hồng Loan đó mọi người, nhờ trend của chú Vũ Linh thì chị Sun mới nổi tiếng. Nhưng mà sau này người ta phát hiện được bộ mặt bên Hồng Loan, cũng như những người ủng hộ cho Hồng Loan, thì người ta phát hiện được bộ mặt của chị Sun này, thì người ta đã đá ra rồi, đặc biệt là chị Ni rồi đó. Đó thì đã đá ra, thì bà Sun này bả lồng lộng lộ lộ lên đó, tức nghĩa là lên không còn kiếm ăn được nữa. Thì một số khán giả người ta không còn yêu mến bà nữa. Thì thật sự câu chuyện người ta đã phát hiện được sự thật rồi mọi người. Thì ngày hôm nay tiếp tục mọi người còn nhớ không, ngày xưa có lúc chị Hằng đó mọi người, thì cũng có mời một số anh em lên đó, lên nhà chơi rồi, rồi lên đồng ruộng này nhậu, cũng như kênh anh bánh mì lăng thang rồi anh Sơn Sàm rồi, thì lên nhậu ca hát. Bây giờ thì chị ta lại tiếp tục lên là moi ra những cái lời, moi ra những cái câu chuyện đó, kể là tụi em cũng đã lên nhà chị ăn này nọ. Ủa, người ta tới người ta chơi người ta cũng bỏ tiền người ta mua bia đúng không mọi người? Nghe bánh mì, anh bánh mì kể thì mọi người cũng đã thấy rồi, rất là nhục chị Sun nè. Ủa, chị giàu quá mà sao chị bây giờ chị dơ tới mức độ mà chị lên chị lôi ra mấy cái đó luôn hả? À, chị nên nhớ ngày xưa chị là người tìm đến những anh em nó, chứ không ai mà tìm đến chị. Chẳng qua chị mời lên để giao lưu, để chị kéo khán giả. Lúc đó bánh mì lăng thang hot như thế nào đúng không mọi người? À, để kéo những anh em lên ăn nhậu để làm gì, mục đích làm gì? Mục đích là chị quen biết những người này để cho khán giả người ta xem, người ta theo dõi, người ta ủng hộ cho chị đúng không? À, thì bây giờ chị dơ tới mức độ chị kể. Nhưng mà nghe em với mày nói là bữa đó không có em. Thật sự lúc trước thì em có em với anh Ít Tam rồi đó, thì cũng có ghé. Nhưng mà cái vụ mà trên bờ ruộng đó thì không có em đâu mọi người. Bữa đó em ở Đài Nam. Đó, thì thật sự câu chuyện nó như thế nào. Đó, ăn uống thì người ta cũng chỉ bỏ mồi, thì người ta cũng bỏ rượu, bỏ bia. Chứ người ta đâu ăn trực gì đâu mà chị giàu chết mẹ luôn, chị khoe gần chết. Chị đeo, chị tiệm vàng mà chị đất cát phì nhiêu mà. Sao chị lên chị dơ với chị Sun. Đó, ngày hôm nay mọi người thấy không? Giàu khoe mẹ mà em chưa thấy một cái con người nào mà sân si, mà già, có xui, có con, có cháu, có cháu nội, cháu ngoại hết rồi. Đó, mà lên làm những cái trò như vậy. Đó, lên này,
trang điểm lòe loẹt đâu, rồi ngồi nói những cái câu chuyện mà sân si như vậy. Thật sự nếu chị tốt, chị biết suy nghĩ, chị là người lớn chững chạc thì chị đừng có phân bua. Tại YouTube mà chị, nó cái trend mà, làm trend mà, sự việc gì nóng thì người ta nói thôi. Nhưng mà chị là chị có người chị già, chị lớn tuổi rồi mà chị còn lố lăng, chị sân si quá. Chị kiện đi. Thì ngày hôm nay chị chơi với thằng Thám Tử Cao, chị đi kiếm thông tin. Mình nội mọi người nghe nè, ngày xưa chị Xuân bà nói á, bà vô bà ủng hộ Hồng Loan thì bà khen Hồng Loan như thế nào, nó bà ủng hộ như thế nào. Sau khi bị người ta phát hiện ra cái tâm của mình không tốt, rồi tâm của mình thích là gọi là thích sân si đó mọi người, thích khoe mẽ đó, rồi cho quà rồi đòi quà gì kể lễ, chị giàu mà chị cho có đốt bóng không mà chị làm gì thế ghê, rồi bị người ta phát hiện người ta đuổi đi đó, người ta không tiếp nữa thì quay lại nói người ta vô ơn. Mà chửi Hồng Loan vô ơn mới đau chứ mọi người. Chị Hồng Loan làm cái gì vô ơn của chú anh chị? Chị là phải người phải mang ơn Hồng Loan, mang ơn nhờ sự ra đi của chú Năm Vũ Linh chị mới có trend chị làm đó, người ta mới biết tới chị đúng không đó. Thì bây giờ á, chị lên chị khi mà nhắc nó mới đau lòng thôi cô chú anh chị. Cái lúc mà đi với Hồng Loan mà vô công an mà làm giấy tờ gì đó, gặp anh bánh mì rồi anh em đứng quay đó, kêu chị Xuân chị đi đâu đi, không thèm chào, không thèm ngó ngàng tới anh em làm như một người xa lạ. Anh bánh mì thiệt anh cảm thấy bữa mình ức chế mọi người, mình xem cái clip mà mình còn ức chế chị ai đó. Còn những cái cảnh mà ngày xưa lên Đại Nam chị ôm chị ấp rồi chị năn nỉ rồi chị bi a kênh cho chị, sao chị không nhớ lại những ngày đó. Nó thằng lang thang nó lên nó kể cũng vậy, những lúc mà chị kêu nó kéo kênh cho chị rồi nó nhờ giả chị kéo kênh, chị nói sao cái con người chị nó dơ bẩn tới mức độ đó. Chị nói chị làm chị giàu, chị là không làm gì view gì like, chị đừng bất xạo đi, chị cũng làm để kiếm tiền kiếm ăn chứ chị đừng có sân si ở đây. Nó người ta bực xúc ở chị ở đây là tại sao, tại vì chị dẫn dắt, chị đi ngược, chị liêu láo, chị nói chị không cần tiền mà chị làm YouTube chị không cần tiền là chị xạo, chị nổ. Một cái con người nào mà làm YouTube không cần tiền, người nào làm cũng cần tiền hết á. Doanh thu của chị em biết cái trend Hồng Loan lúc trước mà chị còn hot á là không có tháng nào dưới 7-8 ngàn, em biết như vậy luôn đó. Mà chị giúp được ai cái gì của chị làm chị ăn, đó là công sức của chị làm chị ăn thôi. Nhưng mà chị bớt có ngáo rồi đi em, thật cái YouTube này á nó không phải là một cái công việc mà gọi là ngày nào tháng nào là tháng ấy đâu, không phải như công nhân lương cố định đâu đó. Trên này người ta yêu mến chị, trên sau người ta không yêu mến là cũng bình thường. Bữa nay có view ngày mai không view, tháng này có tiền tháng sau không tiền là chuyện bình thường như tụi em thôi. YouTube nó là vậy đó mọi người. Nó chị bớt có ngáo mạng và em cảnh báo cho chị luôn, mình làm YouTube, mình làm mạng xã hội thì đặc biệt là chuỗi kiếm tiền, đừng sân si, đừng làm những cái trò lố lăng như vậy. Nó ngày hôm nay thì em cũng muốn nói cho chị như vậy thôi. Hở ra chị giờ chị bắt trước Đinh Lan đi kiện tụng mấy chục kênh YouTube chị làm, sao tôi nghe tôi bất ị thiệt. Chị kiện, chị giỏi chị kiện đi. Em nói thiệt cô chú anh chị, bây giờ chị Xuân này là như con Đinh Lan 2 rồi. Đinh Lan 1 thử gọi dắp, Đinh Lan 2 ở Củ Chi rồi. Nó nhục ơi là nhục. Nó nhã, nhục nhã, gọi là nhục nhã, nhục như con cá nục. Đó, thì ngày hôm nay lên nói cho chị vài lời như vậy, chị có chị kiện thì chị kiện làm luôn đi. Chứ có người, cái bản chất của chị nó dơ quá nè. Nói cái chị mời anh em lên ăn chơi, ăn nhậu, ca hát múa đồ ngoài đồng, ngoài xá mà chị lên chị cũng kể lễ là biết người chị nó dơ bẩn tới cỡ nào. Đúng mọi người? Giàu có quá mà khoe mẻ đồ này nọ rất là nhiều, mà đi du lịch đi đó mình làm chứ cái chuyện đùi bu như vậy. Đó, khi mà bước vào chơi với Hồng Loan á thì tung hô tung hứng, sau khi mà bị người ta phát hiện thì quay xe là nói người ta là vô ơn. Ủa sao mình dùng cái từ vô ơn đó, mình mới là người vô ơn chứ Hồng Loan nào vô ơn, đúng không cô chú anh chị? Đó, thì thôi, ngày hôm nay chỉ nói sơ cho cô chú anh chị nghe về vấn đề này và gửi cho chị Xuân đôi lời như vậy. Thì nếu cô chú anh chị yêu mến video này thì mọi người hãy chia sẻ, bấm like, chia sẻ tới cho nhiều người xem giúp em. Đó, đặc biệt là đừng quên ai chưa đăng ký hãy đăng ký và ai chưa chia sẻ nhớ để lại comment góp ý cho em nhiều người. Ok, một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị. Mọi người, lâu quá rồi. Thì lúc trước cũng có bán nước cốt nhào đó mọi người, nước cốt nhào có bánh mì thì mọi người nào yêu mến thì hãy ủng hộ mua nước cốt nhào trị đau lưng những mỏi đau xương khớp cực kỳ hay nha mọi người. Mọi người lớn tuổi, người trung niên lớn tuổi mà ưa có cái chứng mà đau lưng rồi đó, đặc trị rất là hay nha mọi cô chú anh chị, mua về uống nằm coi YouTube nha mọi người. Ok, mọi người cho em chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị vào video sau em. Bye bye tất cả mọi người.